Thắng có một cô giáo cực kỳ là khó tính, phải gọi đây là bà già khó tính chứ không phải là cô giáo nữa. Bà đây khó tính đến nỗi mặt của bà đây xuất hiện ra 100 vết nhăn, nhiều vết nhăn như kiểu là cái con chó này này. Mặt đã nhiều vết nhăn rồi, nó lại còn béo nữa, mũi to, hai má to, cằm to, nhìn chả khác gì một cái con quái vật cả. Thì đây chính là cái bà già khó tính mà Thắng muốn kể cho các bạn nghe. Bà đấy làm giáo viên trông trẻ mầm non. À đúng rồi, ngày hôm nay là Thắng cũng sẽ cho các bạn khám phá cái nhà trẻ của cái cô giáo khó tính mặt nhiều vết nhăn này. Các bạn thấy ở trên tay của bà đấy đang cầm cái điện thoại chưa? À, bị Thắng che mất rồi. Chứ cái bên tay phải của bà đấy đang cầm một cái chiếc điện thoại màu tím đấy nha. Khi mà bọn Thắng trốn thoát ra khỏi cái nhà trẻ này là bà đấy sẽ alo alo để tất cả các cô mẹ ở trong cái nhà trẻ của bà đấy xuất hiện những cái thử thách để cho bạn đang vượt qua. Bạn làm không vượt qua được thì bạn ấy sẽ phải ở cái nhà trẻ này vĩnh viễn. Nhưng mà chốt lại một câu là Thắng chưa thấy cái cô giáo là má xấu như thế này. Xấu như thế này, nhìn cô giáo đã sợ rồi, bọn Thắng làm sao mà học được. Bây giờ phải cô giáo xinh đẹp thì mới học nó bị vào chứ. Cô giáo đã gọi điện như thế kia rồi, bây giờ ai dám trốn, ai dám trốn? Sao có mỗi một mình thế này? Mấy bạn nữa đâu hết rồi? Ôi giời ơi, mình ở cuối còn đâu, mấy bạn kia chạy hết rồi còn đâu nữa. Thôi, bạn ơi, đợi mình nữa, đợi mình nữa. À đây nha. Thắng phát hiện thêm một cái điều bí mật nữa, đó chính là đây, bên này là chồng của cô ấy, còn bên này là cô giáo này, bên này cái tên trẻ trâu báo thù này chính là con trai của bà ta ư? Nhưng mà bây giờ làm thế nào để Thắng gặp được chồng của bà ta nhỉ? Chồng của bà ta cũng có rất là nhiều vết nhăn, mặt cũng xấu y hệt như là bà ta luôn, quả tóc cũng giống y hệt luôn, khác mỗi cái bộ quần áo với cả màu thôi. Thôi, chẳng nhẽ có khi nào mình thoát khỏi cái nhà trẻ này xong là mình sẽ đến nhà của ông chồng bà ta không? Đó, cứ mãi nghe điện thoại, chắc là điện thoại của chồng, không phải chồng hay là bồ của bà ta nhờ, thì bà ta mới chú ý như này. Thôi, nhân lúc bà ta nghe điện thoại là mình phải lướt đi thôi, trên này chứ không đi qua cái đường cửa kia được. Mình mà đi qua đường cửa chắc là mình là chồng của bà hay hoặc là bồ của bà ta mất. Còn đâu mình trốn ra khỏi đây là phải đi qua những cái đường mà khó khăn như thế này này. Vượt qua lên nào, lên bên này nữa nào, sao không thấy bạn nào ở bên này nữa nhở? Để cho mình cô còn có cảm hứng mà mình chơi nữa, chơi một mình buồn lắm, buồn thực sự luôn. Có bạn nào rảnh thì vô đây chơi Roblox cùng với mình đi. Đây rồi nào, một cái kia lòi ra. Đây, bây giờ nó mới lòi ra này. Nhảy lên nữa nào. Sao mà cái ngôi nhà của cái tên số xa nào cũng có kiểu những cái giống ở bên trong này nhỉ? Thôi đi ra ngoài thôi, let go, đi sang bên trái này rồi lại nhảy xuống. Không ngờ là nhà của bà ta nhìn cũng đẹp với cả đầy đủ màu sắc nữa. Ôi giời ơi các bạn ơi, bà ta đã đứng ở kia đợi mình sẵn rồi. Bây giờ là phải lấy đà chạy một phát thôi, không được bà ta đuổi mình nè. 1, 2, 3, let go. Cứu tôi với, trời ơi, bà đã cầm điện thoại định phang mình kìa. Một chiếc điện thoại của ngày xưa to khủng khiếp luôn. Thắng phải chạy vào tận trong này để ấn một cái nút, xong sẽ có một cái cánh cửa nào nó mở cửa ra. Ở nút, được rồi, đã ấn được luôn. Đừng đuổi mình, cứu mình. Cánh cửa màu đỏ kia đã mở ra rồi, cứu mình với. Chạy sang bên này là không lo, bà đã bắt được mình rồi. Cánh cửa đã đóng sầm lại và có một nút này. Ấn cái nút này là reset cái gì đây? Bây giờ là người ta bắt mình xếp mấy cái hộp chữ ABC này để vượt qua cái hàng rào này đúng không? Nhưng mà là mình đã gần quá, bây giờ nghe có vẻ nó đang bị lag này. Hay là trong cái hộp này là có một cái gì đấy nó chuyển động được, có một con quái vật gì đấy, lên nào. Ok, đã qua được rồi. Bên này vẫn có một cái đường này, lại phải xếp mấy cái hộp ABC này để leo qua cái đường ống quạt thông gió. Đặt xuống này, đặt sắt quá thì nó cứ rung. B, chữ A là mình sẽ đặt lên trên. Các bạn đặt thế nào cũng được nha, chữ A bên trên hay là chữ A bên dưới đều được hết. Thôi mình đặt lệch rồi các bạn ơi, mình đặt lệch rồi, nó ở bên này mới đúng mà. Vào trong này này, cột màu vàng lên đây, ok được luôn. Nhảy màu đỏ sang vàng, đập mở cửa. Đã mở cửa để cho mình chạy qua. Tụt xuống, sao càng ngày tụt xuống nó càng sâu nữa nhở? Đi sang bên này xong mình lại tụt xuống ư? Mở cửa, được rồi. Vào trong này thì không còn những cái căn phòng đẹp đẽ nào nữa, mà chắc là nó là cái nhà kho sao anh em ơi. Mở cửa ra. Không mở cửa ra được thì mình sẽ đi đường nào đây? Mình sẽ nhảy lên đây đúng không? Đây rồi, nhảy lên mấy cái kệ sắt này xong bắt đầu là đi xuống này, vượt qua cái hàng rào. Mình biết rồi. Đây này, bạn ơi, bên này. Đi đường này cơ mà. Đây này, ê, hu, đây mà, ở bên này cơ mà. Sao bên này,
Tại vì là ở trong này nhìn dưới mắt quá, mình phải tự tìm đường đi. Không nhờ trong nhà người ta vẽ đường sẵn cho mình đi rồi. Còn ở trong này là nó sẽ khó hơn. Bắt đầu đi vào trong cái nhà lưới sắt này có những cái tia laser. Có những cái tia laser màu trắng này vượt qua bên này nữa, bên này nữa này. Hai cái tia laser nó chiếu xuyên qua, tức là mình phải nhảy một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm, sáu lần luôn. Ấn cái nút này để có cái cánh cửa ở đâu đó là mở cửa ra. Mình tưởng là ấn nút xong là mấy cái tia laser nó cũng phải tắt chứ. Nhưng mà thôi, mấy cái tia laser này nhảy nó dễ lên là cũng không có gì phải đáng ngại cả. Cái đường sắt bên này nó mở ra được đúng không? Cửa sắt bên này, bên này, bên này. Lại đi qua đâu đây? Dưới này là có một con dốc này, có cái cánh cửa bên tay phải này. Mở cửa. Wow, kia rồi, biết ngay mà, thằng nói không sai. Đầu kia là ông chồng của cái bà giáo khó tính nhân đấy. Đây đúng là nhà của hai vợ chồng rồi. Nhà của hai vợ chồng nhưng mà lại mở ra kinh doanh nhà trẻ. Uầy, 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 uầy. Ông uầy, anh em ơi cứu mình. Uầy, ông ta giở cái chiêu gì trời ơi. Đóng mất cửa rồi, mình không thể chạy ra ngoài được. Ông ấy giở cái chiêu gì giống võ sư quá. Bình tĩnh thôi đại ca ơi. Mình nhìn thấy vũ khí để cho mình rồi anh em ơi. Đây, 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 đây. Đây là quả súng hay là cái gì đây? Cầm trên tay và vận may sẽ đến. Wow. Oh my god. Ui, 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 bình tĩnh thôi. Làm cái gì mà vội vàng vậy? Bắn nè. Sao mình bắn nó không ra nhỉ? Đây là cái ghim sao anh em ơi? Đúng rồi. Đây là cái ghim mà ghim mấy cái tấm ván gỗ này vào với nhau. Bắn cái nữa này, bắn cái nữa này, bắn cái nữa này. Vào đây, cho cái nữa này là nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi nè, lắc đầu đi. Lắc đầu đi. Mặt nhiều vết nhăn chưa? Ngẹo chưa? Ok, đã tiêu diệt được đại ca lại. Wow. Lổ tung ra luôn, nhưng mà khi mà lổ cái xác của ông đấy biến mất rồi, cứ tưởng là vẫn ở đây cơ. Ok, và bây giờ là cất súng chạy ra ngoài thôi. Còn là cái bà khó tính đấy nữa, tí nữa là mình cũng sẽ tiêu diệt lốt. Bây giờ là sang cái phòng học rồi. Phòng học này là phòng học môn gì đây mình cũng không biết. Người ta là cho mình ghép tất cả các chữ A. À, kìa 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 kìa, ghép theo cái bức tranh như thế này đúng không? Chữ A này, chữ A là mình sẽ ghép lên đây, nhưng mà mình chưa biết ghép là A đây, đây 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 đây. A này, B này, chữ B là sẽ vứt lên cái bảng chữ B. Ơ, đơn giản như thế này á. Đấy, đơn giản như nào, còn hơn cả đan rổ luôn. Đây cũng chữ A, chữ C đâu? Không có chữ C. Đây, chữ C bên này. Chữ C thì sẽ vứt lên cái bảng chữ C này. Chữ C, A, B, C, ok, đi sang bên này thôi. Sang bên này là ông một cái bạn lúc nãy mà chơi cùng mình đâu nhỏ, rõ ràng là ở bên phòng này của mình mà mới sang đây không thấy luôn. Bên này là giải đố kiểu gì đấy ta? À kia rồi, mình sẽ đi theo cái ống màu đỏ kia để sang một cái đường hầm thông gió. Nhảy lên cái kệ này, cái kệ này nữa, lên cái đường ống màu đỏ này. Đi thẳng xong bắt đầu là lẽ sang bên trái. Sao người ta không làm cái đường thẳng cho nó nhanh, lại còn làm cái đường ngoằn ngoằn như này? Chắc là định ăn bớt công trình đi mà. Thấy cái cô giáo kia nhiều tiền nên là người ta cố tình người ta làm cái ống dài như thế này để có thêm tiền công trình đấy. Cái này là mình biết nhiều rồi. Lọt xuống, cứ lọt xuống mãi như này tới cái tầng lava thì làm sao. Nhưng mà anh em ơi, ở bên kia là đã xuất hiện cô giáo rồi. Lần này cô giáo sẽ dùng sức mạnh gì để bắt mình đây? Anh em đừng có sợ, nhưng mà người ta chưa cho mình vũ khí thì mình cũng sợ lắm đây. Ui, ui, bực mình rồi, bực mình rồi, bực mình rồi. Ấn vào cái nút này, cánh cửa màu đen nó sẽ mở ra. Không phải luôn, chắc là mình phải trèo lên tầng 2 rồi các bạn ơi. Cứu, ui, cô giáo cũng đòi trèo lên tầng 2 giúp mình luôn. À, có cái đường ống cống đây rồi. Đâu rồi, ui. Trời ơi, đứng sát như này thì thằng mới nhận ra là cái cô giáo này to gấp 3 cơ thể của mình luôn. Nhảy lên cái đường ống màu đỏ này, chứ không phải là nhảy tót một phát xuống. Tót một phát xuống thì làm gì có đường lên đâu. Đi theo cái đường ống màu đỏ này xong bắt đầu lại nhảy lên cái đường mà hầm hầm quạt thông gió này đây. Lại tạt xuống kìa, sắp tới cái chỗ có nhiều lava. Wow, phát này là sâu hơn này. Đúng luôn nè, ở bên ngoài này mình nhìn thấy đó chắc là tầng của lava rồi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Ui, lại còn sâu xuống nữa cái kìa. Na, ui, oh my god, đến cái đoạn này nó nhảy kiểu gì đấy ta. Nào, sao bên này, ok ok anh em ơi. Ok anh em ơi, ok anh em ơi. Yo, trời ơi, còn sượt một tí nữa. Cái đoạn này nghe có vẻ là hơi bị khó. Wow, oh my god, người ta cho mình lên đây rồi. Mình lại còn nhảy xuống làm cái gì không biết. Qua nữa đây. Đây, nhảy sang cái đường cống màu đỏ này. Từ từ mình nhìn á. Đây, đây, nó là đường này này. Nhảy sang bên này nữa, bên này nữa, và bên này nữa. Bên này, ấn vào cái nút màu đỏ này.
chuyện gì nó sẽ xảy ra. Sao mình không thấy? À, lút vào đó là bật cái cánh quạt ở dưới này cho nó thổi mình lên. Thổi mình lên này, thổi mình lên. Lên đây đi, được rồi, sang bên này được rồi. Tới cái đường này rồi, bây giờ là chắc chắn là mình sẽ phải xếp một cái tấm ván này. Đấy, đặt xuống. Ui dồi ôi, bị rớt một cái rồi. Tấm ván thứ nhất này, đặt nó xuống, được luôn nha. Từ từ, để mình đi sang nào. Có thể, à, lấy lại được cái tấm ván này. Xong lại đặt sang bên này. Không cần quay trở lại nhặt nhiều tấm ván làm cái gì. Quay, 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 quay. Đúng ra là phải đặt 4 tấm ván, nhưng mà mình chỉ cần một tấm ván duy nhất thôi. Lên nào, 2, 3, wow, wow, wow. Lên nào, bên này nữa này. Lên với bạn, lên với bạn. Ui, ui, ui. Không phải, không phải, đây, 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 anh em ơi. Chỗ này là thử thách mới nè. Chỗ này là thử thách mới nè. Chỉ cần nhảy xuống là cái quạt nó sẽ đẩy mình lên. Đây nữa, đây lại có cái quạt đẩy mình lên. Đẩy mình bằng sức quạt. Chiu chiu. Lên nào, lên nào, lên nào. Lúc đấy xuống bao nhiêu thì bây giờ nó sẽ đẩy mình cao lên bấy nhiêu. Mở cái cánh cửa này ra. Được rồi, bây giờ là lên chỗ cái lớp học rồi đấy. Cánh cửa màu đỏ mở ra giúp mình với. Ui, uống sữa. Đâu, cốc sữa đâu? Đây rồi, có một chai sữa rồi. Mình uống vào chắc là mình sẽ cao gấp đôi và cơ thể to gấp 3 luôn. Wow, anh em ơi, nhìn này. Ui, oh my god, đôi chân của mình bây giờ biến thành đôi chân sấm sét như kiểu của The Flash rồi. Nhìn này, tốc độ tăng lên 101.000 luôn. Let's go. Qua bên này nào. Ý trời ơi, bây giờ chắc là 10 cái bà giáo này cũng không thể đuổi được mình luôn. A, B, C. Này thì D này. Wow. Từ từ, chỗ này. Wow, wow. Từ từ, bình tĩnh các bạn ơi. Chỗ này là nó gần nhau quá, nhảy phát là mình bị quá bị rớt xuống đấy. Được rồi, hết mất sức mạnh rồi. Bây giờ là chỉ còn, không phải đấy là sức mạnh màu xanh lá cây đâu. Đấy là sự tan biến của sức mạnh lên là nó chuyển thành màu xanh lá cây đó. Ui. Anh em ơi, mình nhìn từ cửa sổ là mình đã thấy cái cô giáo mặt nhiều vết nhăn đấy biến thành một con robot rồi. Bây giờ là đang phải chiến đấu với bà ta đúng không? Chả vậy thì sao? Người ta phải cho mình cái quả súng to nhất thế giới thì mới đấu được bà đấy nha. Ơi giời, ơi giời, ơi giời, ơi giời. Bùm. Ô ô ô ô. Khoan 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 khoan. Cái khẩu súng của mình nè. Ui, khẩu súng của mình không biết tên luôn, nhưng mà cô giáo đấy xịn sò quá. Rõ ràng lúc ấy mình nhìn qua cửa sổ là ui, trời ơi, cô ta giở cái chiêu gì mà kinh dị vậy trời. Bắn nè, bắn nữa nè, bắn nữa nè. Nhưng mà cũng không bằng khẩu súng của mình đâu. Ui, nhảy lên xong dẫm. Wow, có một cái vạch gì nó xén qua người mình. Sợ quá đê, sợ quá đê. Bắn nào, bắn nào, bắn nào. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cứu mình, lại quay 360 độ này. Bắn cái nữa, bắn cái nữa, bắn cái nữa. Trời ơi, các ơi, mình còn ít máu quá các bạn ơi. Cứu mình, cứu mình, cứu mình. Nếu mà chúng ta bị thiệt mạng thì chúng ta sẽ lại phải tiêu diệt cô giáo này lại từ đầu đấy. Ui, ui, đừng, 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 đừng. Yeah, anh em ơi, mình đã tiêu diệt được cô ấy rồi. Và bây giờ cô ấy ngã chổng chân cả lên trời. Đang trồng cây chứa để cho mình xem á. Cất cái khẩu súng này đi. Đâu nhờ, đâu nhờ, đâu nhờ. Lúc này là mình nhìn thấy cái quả xe Aki rồi. Cái quả xe gầm cao màu tím sẽ đưa mình trở về nhà, thoát khỏi cái ngôi trường này. Vậy là ngày hôm nay là Tăng đã cho các bạn khám phá cái trường học của cô giáo mặt nhiều vết nhăn đó. Thôi nha, ok các bạn ơi, thì cái video ngày hôm nay của Tăng tới đây là kết thúc rồi. Và Tăng sẽ hẹn gọi tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.